trọng kính quý cha, quý thầy, quý sư, kính thưa quý vị trong ban tổ chức buổi gala Humanite Thanh Lâm hôm nay, kính thưa quý ông bà, cô bác, anh chị đang hiện diện nơi đây. Trước tiên, con xin được gửi tới quý cha, quý thầy, quý sư, quý vị trong ban tổ chức, quý ông bà, anh chị lời chào trân trọng và lời cầu chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Tiếp đến, con xin phép được trình bày sơ qua về Hòa đạo Thanh Lâm. Hòa đạo Thanh Lâm thuộc giáo xứ Cù Lao, giáo phận Hương Hóa. Hòa đạo này được thành lập từ năm 1870. Hiện nay có khoảng 800 người theo đạo Công giáo. Trước đây Hòa đạo đã có một ngôi nhà thờ nhỏ, nhưng mà trải qua thời gian nhà thờ đã xuống cấp một cách trầm trọng. Hè năm trước tôi về thăm gia đình và có xuống Hòa đạo Thanh Lâm thăm và dâng thánh lễ tại đó. Sau thánh lễ, bà con giáo dân nói với con rằng: "Thưa cha, người ta vào nhà thờ đến với Chúa thì tâm hồn thư thái bình an, còn chúng con vào nhà thờ đến với Chúa thì lúc nào cũng lo nương nước. Đang khi trời mưa, đang khi dâng lễ, đọc kinh cầu nguyện mà trời mưa to gió lớn là mọi người lại chen nhau để chạy ra khỏi nhà thờ vì sợ nhà thờ đổ." Tháng 11 năm 2013, được phép của Đức Giám mục Giáo phận, Hòa đạo đã khởi công tu sửa lại ngôi nhà thờ. Nhưng vì giáo dân ở miền quê sống bằng nghề nông nghiệp cho nên rất khó khăn, rất nghèo, họ cố gắng góp công, góp sức và đóng góp tiền của nhưng không được bao nhiêu. Đến nay công trình nhà thờ vẫn còn dở dang. Vì thế, trong tình hiệp thông liên đới và chia sẻ, trong tình bác ái yêu thương, lá lành đủ lá rách, xin quý vị mở rộng đôi tay để trợ giúp cho Hòa đạo Thanh Lâm. Mong rằng nhờ sự trợ giúp của quý vị mà Hòa đạo Thanh Lâm sớm hoàn thành ngôi thánh đường, có nơi để đọc kinh cầu nguyện, dâng lễ, có nơi để thờ phượng Chúa. Con xin thay lời cho cha xứ, cho bà con giáo dân Hòa đạo Thanh Lâm. Trước tiên xin cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sư. Cảm ơn ban tổ chức, những người đã hy sinh thời giờ, công việc, hy sinh tiền của để tổ chức cho buổi ủy lạo hôm nay. Và xin cảm ơn quý ông bà, cô bác, anh chị, những nhà hảo tâm đã nhiệt tình cổ võ và ủng hộ cho chương trình hôm nay. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý cha, quý thầy, quý sư, quý vị trong ban tổ chức, quý ông bà, cô bác, anh chị cùng toàn thể gia đình. Nguyện xin mẹ Maria, cái thánh nam nữ trên trời cầu bầu cùng Chúa cho quý cha, quý thầy, quý sư, cho quý vị tất cả. Và sau hết, con xin được kính chúc quý cha, quý thầy, quý sư, quý ông bà, cô bác, anh chị một đêm thật vui. Con xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn cha.